Kính chào quý bà con, hôm nay siêu thị máy nông nghiệp và cơ giới Gia Linh Phát xin gửi đến bà con Inki TS1610. Cũng cảm ơn quý bà con đã truy cập có những cái thông tin phản hồi nhờ chúng tôi quay lại một con Inki 1610 loại 2 cầu này. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đáp ứng cái yêu cầu của bà con cô bác, chúng tôi sẽ quay lại con Inki có cái hiệu là TS1610 này. Thì cũng cảm ơn bà con cũng đã có những cái phản ứng tích cực về cái trên YouTube chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở cái này ra cho bà con xem máy đang hoạt động nhé. Đây là cái máy nó đang hoạt động. Đây là cái máy loại 2 cầu nha bà con. Con động cơ là Isuzu 2 máy. Có 16 mã lực. Về dầu là chứa được 15,9 lít dầu. Đây là các thông số. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ chạy thử một vòng cho bà con xem nhé. Bên bánh không có khói, lớp xe còn rất là mới, không có khói luôn nha bà con. Màu xe rất đẹp, có hệ thống là có 6 số tới và 2 số lùi. Chúng tôi bán với giá là 30 triệu. Nếu bà con có nhu cầu về đuôi sới, chúng tôi sẽ bán đuôi sới với giá là 5 triệu nữa. Đây máy đang chạy rồi bà con. Đây là chiếc loại 2 cầu. Thì là động cơ là Isuzu 2 máy 16 mã lực. Có 6 số tiến và 2 số lùi. Nó giá bán là 30 triệu. Đây là cái loại này là rất phù hợp với đặc thù đồng ruộng Việt Nam, đáp ứng phục vụ tốt với nhu cầu phục vụ cho nông nghiệp. Siêu thị máy nông nghiệp và cơ giới Gia Linh Phát chúng tôi là có giá bán là luôn là tốt nhất, được mua phụ tùng thay thế với giá ưu đãi nhất. Chúng tôi sẽ bảo dưỡng toàn bộ, đảm bảo mọi chức năng vận hành bình thường trước khi bàn giao cho khách hàng. Chúng tôi sẽ bảo hành trong vòng 3 tháng kể từ lúc mua máy. Vâng, xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi trên kênh YouTube của chúng tôi. Mọi phản hồi hoặc là bà con có thể nhắn tin trực tiếp vào YouTube. Chúng tôi có hai kênh YouTube là Hiếu Đoàn Thanh hoặc là Gia Linh Phát. Và là quý khách hàng bà con có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0979 066 969 hoặc là điện thoại bàn là 02723 639 9944. Và cảm ơn bà con rất nhiều đã quan tâm trên YouTube tôi. Bà con nếu thích thì có thể cho chúng tôi một like. Và xin cảm ơn bà con rất nhiều. Hẹn bà con trong một video tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con Shibora 1840. Xin cảm ơn bà con rất nhiều.